Xin chào quý vị và các bạn. Cũng đã lâu rồi Random Football chưa thể sản xuất nội dung bình luận sau trận đấu với phần chắp bút của tác giả Ilfer. Tuy nhiên, sau những ngày nghỉ ngơi, giờ đây chúng ta đã được chứng kiến Manchester United trở lại sân cỏ. Và vì thế, anh em trong ekip sản xuất cũng hào hứng với công việc. Ngay bây giờ, hãy cùng nhau đi đến nội dung chính của chương trình hôm nay. Nếu yêu mến Random Football, quý vị có thể inbox vùng kín cho chúng tôi qua địa chỉ Zalo đang xuất hiện trên màn hình để mua cho mình những món đồ ưng ý. Trước giờ bóng lăn, có chút tiếc nuối đối với người hâm mộ Man United khi Casemiro và Bruno Fernandes vẫn chưa chính thức trở lại. Vì thế một lần nữa tân binh Mason Mount chỉ có thể chơi bóng cùng với các cầu thủ trẻ là Kobbie Mainoo và Hannibal Mejbri. Tuy vậy, đội hình xuất phát trước Lyon đã có thêm Anthony trở lại cùng với một vài cầu thủ đáng chú ý khác như là Rafael Varane, Lisandro Martinez, Wan-Bissaka và Jadon Sancho. Về phía đội bóng nước Pháp, bốn cái tên quen thuộc nhất chính là thủ thành kỳ cựu Anthony Lopez, trung vệ trẻ Malangsa chuyển đến từ Chelsea, cựu tiền vệ của Bayern Munich Corentin Tolisso và tiền đạo Alexander Lacazette từng có vài năm chơi cho Arsenal. Đặc biệt nhất, có lẽ không một người hâm mộ quỷ đỏ nào quên Laurent Blanc, chính là huấn luyện viên trưởng của Lyon và có những ngày tháng huy hoàng cùng với Man United trong quá khứ. Bước vào trận đấu ở Scotland, đội bóng áo đỏ chơi lấn lướt hơn hẳn nhờ chất lượng đội hình vượt trội so với đối thủ. Song họ liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trong khoảng 15 phút đầu tiên. Nổi bật trong số này có lẽ sẽ khiến người hâm mộ quỷ đỏ phát bực với tình huống tiền đạo Anthony đối mặt với khung thành phía trước mặt. Và như thường lệ thì anh lại không thể đánh bại thủ môn đội bạn. Cho đến hết hiệp thi đấu thứ nhất, hai bên nhìn chung đều có cho mình cơ hội, song không thể tận dụng thành công và chấp nhận tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0. Sau giờ giải lao, Man United thay 10 vị trí trên sân, trong đó có tân binh Johnny Evans mới ký hợp đồng trước đó nửa ngày. Và hiệu ứng này lập tức giúp bầy quỷ đỏ tìm được bàn mở điểm từ tiền vệ Donny van de Beek ở phút thứ 49. Xuất phát từ tình huống ném biên, cầu thủ trẻ số 44 Daniel Go chạy chỗ tung quả tạt vào trong khu vực 16m50. Từ đây van de Beek tung cú sút một chạm đẳng cấp để xé lưới của Lyon. Sau bàn thắng mở tỷ số này, Man United chủ động chơi chậm hơn, trong khi đại diện nước Pháp quyết định thay hàng loạt nhân sự sau khoảng 1 giờ thi đấu. Và từ đó cuộc chơi trở về đúng bản chất của một trận giao hữu. Chung cuộc, Man United đánh bại Lyon với kết quả tối thiểu nhưng là xứng đáng với những nỗ lực từ các cầu thủ trẻ lần đầu được chơi cho đội 1. Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag sau khi họ đánh bại Leeds United ở Na Uy cách đây vài ngày. Cuối tuần này, Man United sẽ có mặt ở Mỹ để đụng độ Arsenal trên sân MetLife tại New York. Đây được cho là cuộc đụng độ cực kỳ thú vị giữa những cầu thủ hàng đầu của hai đội sẽ hội quân đầy đủ. Bây giờ, hãy cùng lắng nghe một vài phát biểu đáng chú ý trên truyền thông. Về các học trò, huấn luyện viên Erik ten Hag chia sẻ: "Tôi nghĩ đội hình hôm nay là sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Các bạn có thể thấy Donny van de Beek và Fred sở hữu nhiều kinh nghiệm, thậm chí Johnny Evans còn dày dạn hơn. Với điều đó ở giữa sân, các cậu bé có thể cải thiện lối chơi vì họ được huấn luyện bởi đàn anh." Về tổng thể trận đấu, chiến lược gia người Hà Lan có chút thiếu hài lòng, ông nói: "Tôi thấy cách toàn đội bắt đầu hiệp thứ nhất không tích cực, vì bạn nên bị chỉ trích khi không ghi bàn sau 3 cơ hội rõ ràng. Đây chính là vấn đề của United trong các mùa giải trước, và các cầu thủ phải nhận ra điều đó. Họ cần tàn nhẫn hơn, lạnh lùng hơn và quyết đoán hơn trong những tình huống ngon ăn như vậy. Tuy nhiên, cường độ thi đấu thực sự tốt, luân chuyển bóng cũng ổn và tôi cảm thấy hài lòng. Hai bên sòng phẳng trước giờ nghỉ, nhưng United vượt trội về sau." Về lý do vì sao Man United ký hợp đồng với Johnny Evans, huấn luyện viên Erik ten Hag giải thích như sau: "Tôi biết Johnny từ lâu và tôi cũng biết rằng vị trí của cậu ấy là Manchester. Chàng trai này đến đây tập luyện để rèn thể lực và tôi đã nói với Johnny rằng một vài cầu thủ còn đang vi vu nghỉ hè. Tôi nghĩ giúp đỡ lẫn nhau là một ý kiến hay. Bản thân Johnny có cơ hội duy trì sức khỏe và cậu ấy cũng có thể giúp chúng tôi ở góc độ kinh nghiệm, bên cạnh nhân cách và uy quyền. Điều đó có lợi cho đôi bên." Trong khi đó, tiền vệ Donny van de Beek, người ghi bàn thắng duy nhất, cũng có những chia sẻ đáng chú ý với MLTV. Anh nói:
Các bạn đều biết rằng đây là trận đầu tiên của tôi sau nửa năm trời và không cần nói thì ai cũng hiểu nó có ý nghĩa như thế nào. Được trở lại sân cỏ thực sự rất tuyệt và tuyệt vời hơn nữa nếu bạn còn ghi được bàn thắng. Tuy nhiên, xé lưới đối thủ chỉ là phụ, còn dẫu sao việc tái xuất vẫn quan trọng nhất. Tôi đã mong chờ khoảnh khắc này trong nhiều tháng, đây chỉ là một trận giao hữu, nhưng đối với tôi, đó là một khoảnh khắc trọng đại. Về tương lai của mình, Donny van de Beek dường như đang bỏ ngỏ, anh cho hay. Hiện tại, thật khó để nói mọi thứ sẽ ra sao, tôi chỉ biết là hiện giờ mình đã khỏe và việc thi đấu thực sự quan trọng. Mỗi ngày đều khác nhau, thế nên không dễ cho việc đoán trước tương lai. Trong bóng đá, bạn không bao giờ biết trước điều gì cả. Vì vậy, hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Khi được hỏi liệu cánh cửa tại Old Trafford có còn mở rộng cho mình hay không, Van der Beek nói thêm. Tôi nghĩ là mình có khả năng ở lại, song cũng sẽ bình thường nếu phải ra đi. Mọi thứ đang ở tư thế mở. Tôi đã nói rằng thật khó để nói về tương lai. Tôi chỉ đang tập trung vào việc trở nên mạnh khỏe hơn nữa và có thể tiếp tục chơi bóng như hiện nay. Về giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, chúng tôi muốn quý vị và các bạn hướng ánh nhìn tới cầu thủ trẻ mang áo số 44, Daniel Go. Tiền vệ này vào sân sau giờ nghỉ giải lao và kiến tạo cho Donny van de Beek ghi tuyệt phẩm. Tuy vậy, điểm nổi bật ở Sao Mai sinh năm 2004 chính là khả năng tạo khó khăn cho đối phương và anh được rất nhiều chuyên gia bóng đá ca ngợi trên màn hình TV. Cuối cùng, Random Football sẽ gửi tới quý vị và các bạn những điểm nhấn quan trọng sau trận đấu giữa Man United và Lyon. Thứ nhất, nhân tố X Matechkova. Có lẽ, người hâm mộ Man United rất mong chờ Andre Onana sẽ bắt chính từ mùa giải tới. Song nhiều khán giả cũng cảm thấy tiếc nếu Matechkova không được trao cơ hội. Thủ thành người Cộng hòa Séc đã chơi rất ấn tượng trong hai trận vừa qua, khi luôn tỏ ra điềm tĩnh, thoải mái xử lý trái bóng trong chân và giúp đội nhà dễ dàng triển khai lối chơi từ tuyến giữa. Chàng trai này đến từ quê hương của Petrocek, thậm chí còn sở hữu chiều cao 1m96, ngang bằng với huyền thoại của Chelsea. Ở tuổi 23, chắc chắn cơ hội vẫn còn nhiều dành cho Matechkova khi huấn luyện viên Erik ten Hag luôn muốn trao ấn kiếm cho những cầu thủ cầu tiến tại Old Trafford. Tuy vậy, có thể nói rằng Man United đang đứng trước viễn cảnh khó khăn trong khung gỗ bởi thủ môn người Cộng hòa Séc thực sự là một nhân tố X nếu nhìn vào khả năng xử lý bóng bằng chân của anh điệu nghệ ra sao. Thứ hai, Man United sẽ sử dụng sơ đồ 4-3-3 trong mùa giải tới. Sau trận đấu với Leeds United, một lần nữa huấn luyện viên Erik ten Hag chọn cách chơi tam giác ngược ở khu vực giữa sân với Kobbie Mainoo đá thấp nhất cùng hai mũi nhọn Hannibal Mejbri và Mason Mount nhô cao. Đây là cách chơi hiện đại hơn nhiều so với 4-2-3-1 dưới thời Ole Gunnar Solskjaer. Thực tế cho thấy rằng Man United đã dần chuyển sang sơ đồ 4-3-3 từ nửa sau mùa giải vừa qua. Nhưng giờ thì có lẽ sẽ là thời điểm họ chính thức gắn bó với nó. Mason Mount được án ngữ ở vị trí lệch trái. Điều này đồng nghĩa là Bruno Fernandes chơi lệch phải và Casemiro chơi ở dưới đáy. Mùa tới sẽ là lúc để người hâm mộ Quỷ Đỏ hy vọng vào một Man United chơi tấn công cống hiến như là Ajax Amsterdam trong 3 năm Erik ten Hag tại vị. Số lượng bàn thắng là điều không phải bàn vì đại diện Hà Lan trong khoảng thời gian này thậm chí còn xé lưới đối phương nhiều hơn cả Man City và Bayern Munich. Thứ ba, Man United chắc chắn cần tiền đạo. Việc Jadon Sancho có liền hai trận chơi ở vị trí số 9 chỉ là giải pháp tình thế bởi Man United không thể đặt niềm tin vào một cầu thủ chạy cánh cho khu vực trung tâm. Hiện nay, thỏa thuận Rasmus Højlund gặp nhiều khó khăn bất chấp ngôi sao người Đan Mạch được cho là đã đồng ý chuyển tới Old Trafford. Nhưng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn phải mua tiền đạo ngay trong mùa hè năm nay. Anthony Martial không hề tệ về chuyên môn nhưng lại quá giặt dẹo về thể lực. Chính vì thế, Man United không thể trông cậy vào một cầu thủ chơi một trận lại nghỉ một tháng. Nếu mua được Rasmus Højlund hoặc chân sút nào đó đáng tin, chắc chắn mùa tới đội bóng áo đỏ sẽ không phải dạng vừa. Thậm chí, một vài nguồn tin còn nói rằng ông thầy người Hà Lan còn muốn ít nhất hai tiền đạo. Song 1 hay 2 thì méo mó có vẫn hơn không. Thứ tư, Johnny Evans sẽ chiếm suất của Harry Maguire. Tất nhiên, chúng tôi chỉ dám đặt ra nghi vấn về luận điểm này bởi hiện tại thì chẳng ai dám chắc điều gì. Song không phải ngẫu nhiên mà Man United lại ký ngắn hạn với trung vệ sinh năm 1988. Những ngày qua, Harry Maguire rơi vào cám cảnh sau khi trả lại băng thủ quân và cũng liên quan nhiều đến viễn cảnh ra đi. Vì thế không loại trừ khả năng cầu thủ này sẽ bị Johnny Evans chiếm suất dự bị cho Rafael Varane và Lisandro Martinez. Xét theo màn trình diễn mới nhất,
Cựu ngôi sao Leicester thi đấu khá ấn tượng và đặc biệt là anh chơi lệch trái dù thuận chân phải. Điều đó có nghĩa là khi hợp cùng với Victor Lindelof cho hai suất dự bị ở hàng thủ, rõ ràng Evans không yếu thế. Ngoài ra, kinh nghiệm trận mạc và yếu tố nhà vô địch trong Anh vẫn còn hiện hữu và chúng sẽ giúp ích nhiều cho các cầu thủ trẻ tại Old Trafford, một thứ mà chính huấn luyện viên Erik ten Hag đã thừa nhận. Thứ năm, Man United đang vấy máu mùa giao hữu nhưng họ không phải thợ nhuộm. Biệt danh này có từ thời của Louis van Gaal. Xin thưa tiếng Hà Lan, chúng ta sẽ gọi ông là Van Gaal chứ không phải là Van Gaal như nhiều khán giả bình luận phía dưới. Vâng, câu chuyện thợ nhuộm đó ám chỉ sự chế giễu mà các anti-fan dành cho Man United với việc họ đá như rồng như hổ mùa giao hữu nhưng lại trở thành gà mắc tóc sau khi vào giải. Tuy vậy, điều này bây giờ có vẻ đã không còn nữa. Quan sát Man United của Ten Hag thi đấu, chúng ta có thể cảm nhận được một phong cách phóng khoáng hơn, tấn công nét hơn và nhịp độ cao hơn thời của Van Gaal. Chính vì thế, việc thắng Leeds United hay là Lyon là một điều bình thường, vì đa phần các thành viên quỷ đỏ đều là những cầu thủ trẻ. Một số nguồn tin còn khẳng định Ten Hag đang tạo ra địa ngục trần gian cho học trò ở các buổi tập, vì thế sẽ khó có chuyện Man United dở tệ trong mùa giải mới. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.